vốn về nhà mới gồm có: tặng một lần spa 8 cắt tỉa trị giá 400.000, tặng bộ phụ kiện 5 món gồm tẩy du nhỏ giận, xịt vệ sinh, lót vệ sinh và vòng cổ. Các bé sẽ được tiêm 3 mũi vaccine, bảo hành 2 bệnh care và 3 bôi trong vòng 15 ngày, hỗ trợ tư vấn sức khỏe, thăm khám tại nhà.